khởi tố và bắt tạm giam nhân viên quỹ đất huyện Núi Thành. Chiều 19 tháng 9, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa khởi tố Bùi Minh Duẩn, 33 tuổi, nhân viên ban quản lý dự án quỹ đất huyện Núi Thành về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thi hành công vụ. Theo Công an huyện Núi Thành, tháng 5 năm 2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nâng cấp tuyến đường Đại học 7NT, Duẩn gặp bà L ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, nói rằng hồ sơ đền bù của người này gặp khó khăn, không làm được. Để công việc trôi chảy, Duẩn đề nghị người phụ nữ chuyển 20 triệu đồng thì bà này đồng ý. Đến ngày 18 tháng 8, bà L đến Ủy ban Nhân dân xã Tam Mỹ Đông để nhận số tiền đền bù hơn 300 triệu đồng, tuy nhiên, Duẩn đã tự tạo bảng tính giá trị bồi thường mà bà L nhận chỉ là hơn 217 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền chênh lệch. Đối tượng Bùi Minh Duẩn tại cơ quan công an cùng ngày, tại một quán cà phê trên địa bàn, khi Duẩn đang nhận 70 triệu đồng từ người phụ nữ này thì bị cảnh sát bắt quả tang. Vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.